Thưa quý vị, một du khách đến từ Đà Nẵng tố quán ăn ở Bình Định lấy thức ăn thừa bỏ vào khay cho khách đến sau. Tuy nhiên, chủ quán khẳng định là không đúng sự thật. Thực hư của vụ việc đang được lực lượng chức năng vào cuộc xác minh. Một tài khoản mạng xã hội với tên viết tắt là GGG đăng tải đoạn clip kèm theo thông tin cho biết, trước đó đoàn của anh gồm 5 người có ghé quán ăn trên đường Phạm Văn Đồng ở phường Nhân Thành, thị xã An Nhơn, Bình Định để ăn trưa. Ăn xong, mọi người lên xe hết, còn anh đi vệ sinh nên lên sau. Lúc này phát hiện chủ quán lấy thức ăn thừa, tách cái nào ra cái đó, rồi bỏ hết vào khay thức ăn đang bán để trong tủ. Liên quan sự việc này, bà Bùi Thị Phan Phụng, 55 tuổi, chủ quán cơm, xác nhận sự việc có đoàn khách 5 người đến ăn tại quán. Theo bà, đoàn khách này sau khi ăn xong chỉ còn 2 miếng trứng, nên bà lấy lại bỏ vào một chiếc dĩa cạnh bếp để cho người hàng xóm lấy cho gà ăn. Lãnh đạo thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định cho biết việc tiếp nhận thông tin và sẽ giao cho ngành chức năng làm việc với các bên liên quan để xác minh, xử lý nếu có vi phạm. Thưa quý khán giả, khoảnh khắc này đang gây sốt trên mạng xã hội. Người đàn ông mặc áo xe ôm công nghệ giữa trời mưa giông và cuộc chuyện trò chống dánh dội dàng. Thế chừng điều ta cảm nhận được là sự ấm nóng bởi hai tiếng tình cười. Nhóm bạn trẻ tại thành phố Hồ Chí Minh tình cờ gặp người đàn ông lớn tuổi đứng trú mưa bên vỉa hè phía trước quán ăn. Những tưởng ông đứng đón khách, nhưng mưa ngày càng nặng hạt, ông vẫn đứng bên đường khiến tất cả xót xa và mời ông vào quán. Lúc này mới biết ông tên Điệp, 60 tuổi, ngụ Bà Rịa Vũng Tàu, không có vợ con, hàng ngày chạy xe ôm công nghệ để mưu sinh. Tối đến nếu như đói quá sẽ dùng cữ cơm và ngủ ở quán cà phê giỏng. Nghe vậy, giúp bạn trẻ mời chú một bữa cơm ngon lành cùng những lời động viên cố gắng. Đoạn video sau đó được lan truyền trên mạng xã hội làm nhiều người xúc động. Thương cho người đàn ông tuổi cao, đơn chiếc, vẫn miệt mài lao động, kiếm tiền một cách thiện lương. Và cũng cảm kích với hành động của các bạn trẻ, dầu chỉ là một bữa cơm giữa trời mưa giá rét cũng thấy ấm lòng.